Đây không phải là những chiếc xe cảnh sát thông thường, bởi lẽ chúng đang di chuyển tại một thành phố rất đặc biệt. Chuyện tưởng chừng như khó tin nhưng vẫn đang diễn ra hàng ngày ở thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi mà lực lượng cảnh sát tuần tra được trang bị những chiếc siêu xe thuộc vào loại hàng đầu thế giới. Ngày hôm nay hãy cùng theo chân hai viên cảnh sát Dubai đi tuần trên chiếc Chevrolet Camaro SS. Chiếc xe này được trang bị một máy tính để thực hiện việc kết nối dữ liệu, đồng thời trên nóc xe không thể thiếu hệ thống đèn báo và còi. Chevrolet Camaro SS sử dụng động cơ siêu nạp V8 dung tích 6.2 lít với khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,6 giây. Nhưng Chevrolet Camaro SS chưa là gì cả nếu đem so sánh với những ngôi sao khác trong bộ sưu tập siêu xe của cảnh sát Dubai. Và đây là cái tên tiếp theo chúng tôi muốn nhắc đến, chiếc Ferrari FF đang được điều khiển bởi một nữ cảnh sát. Ferrari FF sở hữu động cơ 6.3 lít V12 và chỉ cần 3,7 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Ở Dubai không kém cạnh những đồng nghiệp nam, các nữ cảnh sát cũng là những tay lái dày dặn kinh nghiệm. Với những du khách lần đầu tiên đến đây, họ sẽ không tránh khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh nữ cảnh sát bước ra từ một chiếc siêu xe. Vừa rồi tôi dừng xe lại gấp để nghe điện thoại và nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy một nữ cảnh sát bước ra từ chiếc siêu xe Ferrari. Phải nói sao nhỉ, tôi lấy rất làm lạ và vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên, tò mò rồi thích thú. Mỗi khi bắt gặp những chiếc siêu xe cảnh sát trên đường phố, tất cả du khách đều bị cuốn hút. Ai trong số họ cũng muốn một lần được trải nghiệm cảm giác ngồi sau vô lăng của những mẫu xe sáng giá này. Bên cạnh Ferrari FF, một mẫu siêu xe đáng mơ ước khác của cảnh sát Dubai chính là Lamborghini Aventador. Mang trong mình động cơ V12 6.5 lít, Lamborghini Aventador tăng tốc cực nhanh từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây. Đi đến đâu, từ đường phố, trung tâm thương mại cho đến trạm tiếp nhiên liệu, chiếc xe đều nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Như trong tình huống này, khi nhìn thấy chiếc Lamborghini Aventador của cảnh sát, người phụ nữ đã tỏ ra vô cùng thích thú. Cô lập tức tìm chỗ đậu cho chiếc xe của mình, rồi nhanh chóng quay lại để được quan sát kỹ hơn chiếc Lamborghini Aventador. Wow, chiếc xe thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ là các anh sẽ có những phút giây cầm lái vô cùng thú vị. Bộ sưu tập siêu xe của cảnh sát Dubai còn nối dài với những cái tên đáng mơ ước khác như Bentley Continental GT. Mẫu xe sở hữu động cơ 4.0 lít với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây cùng công suất 507 mã lực. Hay Mercedes SLS AMG với công suất 622 mã lực, đạt vận tốc tối đa 317 km/h. Và không thể bỏ qua ngôi sao Aston Martin 177 với giá bán 3 triệu đô la Mỹ. Cùng nhiều cái tên đình đám khác như Ford Mustang GT, Audi R8, Bugatti Veyron hay McLaren MP4 12C. Trên thực tế, dàn siêu xe của cảnh sát Dubai thường chỉ sử dụng để tuần tra thông thường hay đậu ở những nơi đông khách để tạo sự thu hút. Đội cảnh sát cầm lái những chiếc siêu xe này phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao. Không chỉ có khả năng lái xe xuất sắc, họ còn phải thông thạo nhiều ngoại ngữ. Chính họ là những người giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thông tin du lịch nhằm mang đến cho du khách những hình ảnh đẹp nhất về thành phố Dubai.